Rồi, mình xin chào tất cả các bạn và mọi người nha. Thì cách đây cách mấy ngày thì mình có làm một cái clip là mình bứng cái cây cái bồ đề nha mọi người, trang tập cái vách tường bên hông nhà mình. Đây, mình bứng bây giờ mình trồng ở khoảng mấy ngày rồi. Mình thấy cái cây của mình nó phát triển cũng khá là ổn, cũng khá là tốt, nó không có bị mất sức, nó không có bị héo nha mọi người. Nên là mọi người nhìn nè. Thì mình cũng trồng cũng cỡ được 4 5 ngày rồi nha mọi người. Mình thấy mình tưới nước nó hàng ngày luôn, giờ mình thấy nó cũng khá là ổn rồi. Mình nghĩ là nó tưởng nó sẽ bị mất sức, nó sẽ bị héo, nó sẽ bị chết, nhưng mà không sao, mình thấy nó cũng khá là cũng chung khá là phát triển, cũng khá là tốt. Mình cũng không biết là mình bứng cái cây bồ đề này á mọi người, thì mai hay mắng hay là xui rủi mình không biết, nhưng mà toàn bộ cái đám rau quế của mình hiện tại bây giờ là lúc hở thì mình trồng nó cũng xanh tốt lắm, đẹp lắm. Giờ toàn bộ cái đám quế của mình, mọi người nhìn thấy à, toàn bộ cái đám quế của mình đây là bây giờ hiện tại bây giờ là nó trái lá, nó vàng lá hết trơn rồi đó nè. Giống như là xịt thuốc cỏ vậy mọi người, tương tự giống như là xịt thuốc cỏ vậy đó nè, toàn bộ luôn trái lá vàng khè hết trơn luôn nè, mọi người thấy không? Hôm gà thì mình cũng thấy nó phát hiện nó cũng cỡ ba bốn bữa rồi mọi người nè, có một số lá mọi người nhìn thấy không nè, không biết cái vấn đề gì mà dưới đây nó dần đen xì hết trơn nè mọi người thấy không, mò đóng hay là cái gì không biết. Cái này nguyên nhân là do mình tưới nó, cái nước nó, một ngày mình tưới nó nhiều nhiều quá nó bị úng rễ nó chết, hay là do là mình mẹ mình bà tưới phân nhiều quá là nó cũng xuống rễ chết, mình cũng không rõ nguyên nhân á. Nhưng mà toàn bộ là quế của mình hiện tại bây giờ là nó cũng như nó sắp chết luôn rồi mọi người, trái lá vàng lá toàn bộ hết luôn rồi. Giờ mình có mua một cái bịch thuốc á mọi người, mình tính mua rằng mình xịt nó lại, xịt thử coi nó có cứu được nó không. Nhưng tao bây giờ là mình sẽ toàn bộ là mình sẽ cắt bỏ đọ bỏ đọt hết luôn, cắt bỏ ngang toàn bộ hết luôn cho nó, thử coi xịt thuốc rồi cái mình xem thử coi nó có ra cái đọt mới hay không. Chứ bây giờ thì mình có họ lại hỏi, mình hỏi người ta thì người ta nói là quế này á, nếu như mà mình xịt thuốc á thì mình không có cắt đọt á thì nó ra đọt á, nó mới thì nó có thể xanh được. Nhưng mà cái lá vàng như thế này là nó chết queo rồi, nó vàng luôn rồi, nó chết, nó héo luôn rồi, nó không có xanh ra được. Thành ra là mình phải cắt đọt hết toàn bộ rồi mình mới xịt thuốc lên cho nó thử coi nó có búng đọt xanh ra không. Chứ bây giờ hiện tại bây giờ là cũng không biết sao giờ nó về nó trái lá hết trơn rồi. Mình trồng cũng hy vọng là Tết năm nay mình có rau rác để mình ăn, thêm thêm hai cái chậu quế mình bứng trong đó ra, trong đây ra chưa đó cũng dạng khè hết trơn luôn nè, thấy không, bị là bị động lọt hết trơn luôn đó. Riêng chỉ quế thôi nha mọi người, còn đây là cải nè, cải thì nó xanh tươi tốt lắm đó, cải thì nó xanh tươi tốt lắm. Mấy đây là xà lách là trồng nó cũng khá là tốt, tươi tươi xanh lè luôn. Còn mấy đây là ngò gí mọi người, ngò gí mà chồng cha mình không gieo sao mà có lên được con mớ à, còn mớ thúi hết trơn không lên nè mọi người, nhìn thấy như thế, cái thế của mình để không đó à, thấy không, ra trái hết trơn nè, thấy không, cây nhỏ là mình để trái hết không. Cây cây thế này của mình thì lúc trước thì mình cũng có quay một mớ mớ clip về cây thế này, mình mua nó tới 180.000 nè, đặt trên trên YouTube với mọi người. Đây là cây khế Đài Loan trái siêu to, trái nó tầm cỡ nửa ký, 400 500 gram, thì nó cỡ nửa ký nghe người ta quảng cáo rất là to, rất là đẹp, rất là mình cũng rất thích. Nhưng mà mình đặt được một cây về để mình trồng ở trước cửa nhà mình cho nó lấy hên, nó may mắn. Mình cái cây này thì mình tính không có để trái, nhưng mà kiểu như người ta người kia kia nói là không, mình tính để trái mà người rộn, nhưng mà người kia nói cha mình đồ nói là mày nó còn nhỏ quá, mày để trái thì nó kiểu như nó sẽ mất sức, nó không có lớn được, nó lo nó nuôi trái hoài nó không có lớn. Ra là mình cũng tính tính không để trái đâu, nhưng mà mình suy nghĩ lại thì mình thử coi mình để trái coi cái trái đó nữa xem nó bao lớn, thử coi nó bự lên được bao nhiêu của mọi người. Cho nên là mình có đại mình để đại được cái trái thử coi sao, cái này có thể là mình sẽ ngắt bỏ để trái này thôi, rồi nó bự lên thử coi mình có bao nhiêu, rồi nó lớn lên, nó lớn lên mình cho nó trái này xong rồi mình sẽ ngắt bỏ luôn đó, là cho nó cao lên gì nữa là mình để trái nữa. Còn nó chỉ cho nó nuôi lá thôi, chỉ cho nó không cho nó trái nữa, trái này duy nhất thôi. Bây giờ phải đi cắt đọt toàn bộ ba cái quế hết, cắt đọt rồi mình đi xịt thuốc đó. Đây mình có chuẩn bị, đây là một cái kéo, còn đây là cái gỗ để
lấy lại những cái đọt mà cứ nó còn ăn được đó mọi người, còn cái đọt nào mà ăn không được đó mình sẽ bỏ bỏ hết. Để nhờ đây cắt cỡ khoảng ngang đây, cắt bỏ khoảng gì nè, có gì nè, cắt bỏ hết toàn bộ cho nó đều ra hết luôn. Rồi mình sẽ đi xịt thuốc, mình có mua cái bịch thuốc mười mấy ngàn, cái bịch vàng lá, xịt vàng vàng lá trái lá, cắt cắt hết cái đám này chứ cũng sẽ hơi lâu rồi nghe mọi người. Nhưng mà không sao, mình nay hôm nay là chủ nhật, ngày ngày mình nghỉ, mình không có đi làm, cho nên là mình rất là thoải mái. Mình cắt ba này tại vì hôm gài là mình thấy nó rồi, phát hiện nó rồi, thấy nó rồi, nhưng mà mình đi mặn nữa mọi người, mình ra mình không có xử lý được cái mấy cái cây này này, cắt cái này nó sẽ rất là lâu, cho nên là mình sẽ tua nhanh nó lên cho mọi người xem nha. Cái này giống như cắt mà để đi chợ bán nha mọi người nè, giống giống như để đi chợ bán vậy, nhưng mà cái này toàn nó hư hết, không ai mua. Nhìn thấy không, nó dính đen đen ở dưới cái đá nè mọi người thấy không nè, có đen đen dưới cái đá này, dính giống như lọ vậy, mình không rõ là cái gì nữa. Đây đây là cái đống quế nãy giờ mình cắt đó nha mọi người. Đây là mình cắt nó giờ cũng khá là nhiều. Giờ mình nghĩ cái quế này mà chắc ăn cũng không được bao nhiêu đâu, tại vì toàn bộ nó bị mò đóng hết nè, chắc cũng ăn được nhiêu. Thì để mình lật lại mình rửa lại coi mình ăn được nhiêu thì nên nhiêu. Này mình bỏ vào đây, đây là cái bịch thuốc nè. Bịch này là cái bịch serotonin gì mà nó cũng không rõ nữa, để là chiên ra mới chơi đen. Mình mua cái bịch này với giá là mười mấy ngàn, 2 3 ngàn, thì để mình xịt nó thử coi cho nó có hiệu quả gì không. Xịt lên trên cái lá nó, mình pha nước thuốc mình xịt. Đây là cái bình của mình nha mọi người, bình này là bình xịt mini, mình xịt nhỏ. Mình có chuẩn bị cái xô nước cỡ như này nước ạ. Này nó để là pha 25 gram cho bình 25 lít nước. Là cái bình vàng là dạng bình bơm tay mọi người, bơm tay mình xịt bơm tay á. Mình không có bình đó thì mình bình này mình lấy bình này luôn. Giờ mình pha luôn bên này ở nhà mình có sẵn, mình xài mình lấy mình xịt cây cỏ rồi đó mọi người. Này nó hơi dính quá, cái số này nó mạnh quá nhưng mình không dám pha nhiều, pha như đây thôi. Mình không có dám pha thì nhiều, mình không có canh liều được mọi người, cho nên pha cỡ nhiêu thôi. Giờ mình sẽ vô chai xịt của mình để mình xịt nó nha mọi người. Đâu có con chai này xịt, cái này thì cỡ 4 bữa hoặc là 5 bữa mình xịt lại lần. Mình xịt cái này mình sáng mình có hay, chắc là mình có thể mình tưới xương lại cái mọi người, 4 bữa 5 bữa mình xịt lại lần. Nước khá là đục mọi người, sợ mình làm cái nó đặc quá, nó kẹo quá. Nhưng mà thôi tại đi, cái này nữa mình kiếm cái nào đó mình cất nó, rồi nữa lần sau mình sẽ xài tiếp nó. Bây giờ mình ra tiến hành ra mình xịt nó nha mọi người. Cái này đúng nó ra là mình chai cứ có chai cứ bự hơn một tí xịt cho nó dễ. Chai này khá là nhỏ nhưng mà mình giống như mình xịt một cái mảnh vườn nhỏ mình thôi, cho nên là mình không có đầu tư cái chai to. Xịt luôn hai hai cái chậu quế nhỏ này ở trong đây luôn nha mọi người. À, cái này mình không có cắt lá nó, mình để lá luôn, mình xịt luôn, xịt cho nó dưỡng lại coi nó có mọc hồi lại không, để thôi thôi để bại bỏ lại gì nó sợ nó chết luôn. Cái nước này nó còn dư cũng khá là nhiều của mọi người, cho nên là mình lấy cái chai này để mình chiết vô chai này, mình đông vô chai này để dành để mình xịt cho những lần sau nha mọi người. Xô này cũng dư cũng khá là nhiều, nhiều lắm nhiều. Và đã đổ vô dự trữ để lần sau mình có xài cái mình lấy mình xài luôn, như là xà bông vậy đó.
hết trời luôn. Wow, những này nó độc lắm, này nó ngứa chết. Thôi à, clip này mình cũng chỉ đơn giản vậy thôi nha mọi người. Mình cũng cảm ơn mọi người nha, cảm ơn mọi người đã xem chung cái clip mình nãy giờ. Thì cái đám quế mình thì mình phục hồi như vậy, phục hồi ra bằng cách là mình cắt cắt bỏ ba cái đọt nó hết, toàn bộ đọt nó hết rồi. Cái này nếm đây mà nó cắt, mình chỉ để vậy thôi, cắt nó rồi mình xịt thuốc lên rồi mình xem thử coi nó có như thế nào trong vài bữa nữa, rồi mình sẽ quay lại cho mọi người xem. Và mình chào tạm biệt mọi người, giờ mình hẹn gặp mọi người ở video sau nha mọi người. Mình thì hiện tại bây giờ thì kinh phí mình thì kiểu như nó eo hẹp quá, thì mình cũng hơi cạn kinh phí xíu, mình không có làm ẩm thực cho mọi người xem nữa. Thì thời gian sắp tới thì mình sẽ cố gắng mình làm lại cho mọi người xem. Mình hiện tại giờ cái như mặn thì cũng như gần gần nghỉ Tết rồi mọi người, thành ra mình cũng cố gắng nghỉ Tết rồi mình cũng có mớ tiền đa thưởng mình, rồi mình sẽ làm ẩm thực cho nó kiểu như nó hoành tráng cho mọi người xem nha. Mình có kêu thêm, sẽ kêu thêm một vài người nữa để hỗ trợ mình quay chung mình cho clip mình nó được vui, nó được xôm xôm nha mọi người. Rồi giờ thì mình chào mọi người nha, tạm biệt mọi người nha, gặp mọi người ở video sau nha.